Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, thay vì được khám và điều trị miễn phí, thì những người nhiễm HIV sẽ phải tự mình chi trả. Trong hoàn cảnh thuốc viện trợ nước ngoài bị cắt, thuốc ARV trong nước giá sẽ bị đội lên rất cao do khan hiếm, thì những người nhiễm HIV/AIDS sẽ phải gánh một khoản tiền không nhỏ, thậm chí là quá sức. Tuy nhiên, nỗi lo của họ có thể sẽ vơi đi phần nào khi tới đây, bảo hiểm y tế sẽ thực hiện chi trả thuốc điều trị cho những người nhiễm HIV. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ bàn thảo để tiến tới quỹ bảo hiểm y tế chi trả tiền thuốc kháng virus cho người bệnh, đặt mục tiêu tăng thêm 15.000 người bệnh được tiếp cận với thuốc vào năm 2015. Trên thực tế, hiện mới có 30% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại rằng bảo hiểm y tế có thể sẽ vỡ quỹ khi phải chi trả cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây đã cho thấy chi phí điều trị cho một bệnh nhân AIDS không cao hơn bao nhiêu so với những người mắc bệnh mãn tính mà bảo hiểm y tế đang chi trả, như chạy thận nhân tạo hay đái tháo đường. Trung bình chi phí điều trị cho một bệnh nhân AIDS điều trị bằng thuốc ARV bậc 1 chỉ khoảng 6 triệu đồng một năm. Chi phí trung bình cho một bệnh nhân điều trị nội trú liên quan đến HIV/AIDS chỉ khoảng 4,3 triệu đồng một lượt điều trị.